Người ta điền Mời cả nhà gác này, vào hôm nay bác làm một cái nước chấm ngon hơn đấy, biển, ngon ngon hơn bắp biển mà ngon hơn bắp biển cả này. cay nó tê tê cho nó lại đủ gia vị, Biển làm nước chấm vẫn siêu nhạt mời cay. cả nhà nhá. Mời cả nhà, đấy, ngon Mời tuyệt cả nhà vời, có được ăn nhà lắm luôn. hương tiêu cung cốc mời cả nhà nhá. Ngon đấy, đẳng cấp, được ăn béo ngậy giữ luôn. Lời cho chúng ta điền. Ui trời ơi, được. Thôi rồi, chấm cái loại nước chấm gọi là siêu cay. Đấy, mời cả nhà này, món này ngon tuyệt vời, chuột đồng đặc sản khó quên đấy, ăn đâu ngấm đấy này. Đêm không nói thì thôi, càng ghét. Ngon quá, ăn thêm lá chanh. Lê Toàn xin chào cả nhà nhá. Đấy, hôm nay Lê Toàn mấy cả Lê Quyền mấy Đinh Xuân đấy, mấy cả thanh niên Tiến nữa đấy, là mấy anh em hôm nay đi ra ngoài đồng để bắt mấy con chuột đấy, để về gọi là làm cái món ăn đặc sản nhá. Đấy, đặc sản chuột đồng đấy. Đấy, mọi người xem nhớ đăng ký và chia sẻ Facebook ủng hộ cho Lê Toàn nhá, để mình có thể ra được những clip tốt nhất. Như là Đinh Xuân đã đang chuẩn bị đào mà rồi, bây giờ mình sẽ ra mình quay cho mọi người xem nhá. Cả nhà. To phết nhỉ. Được, con này được. Chuột đẹp, chuột quá đẹp luôn. Được. Sống sống một em. Được chưa? Quá. Ui giời ơi, một con. To quá. Tiến cứ giữ im cái chỗ đấy. Con này con to thật đấy. Quá to. Quấy, chít 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 chít. Chạy nhúc nhúc nhúc. Này được con nữa. To vật vã luôn. Cái lỗ đi, nó phụt ra anh Quyền. Có cái lỗ kia anh nhìn thấy rồi, vừa nó phụt ra. Mà nó có mấy con liền. Đấy. Kịt 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 kịt. To lắm. Đấy, nó nhảy xuống đấy. Nó chưa đi đâu. Nó tọm xuống cho cái thủng này. Chú nhìn bên này, bên đấy nhìn cho. To con này to, anh nhìn thấy bụp phát ra. Tay xuân. Em có nhìn thấy đâu mà bù được. To lắm. Nhìn thấy nó như bù. Sát gầm, mạnh sát gầm. Vạch ra, vạch hẳn ra, cứ vạch hẳn ra. Đừng để chạy qua lại đằng sau đít là được. Ok, có mà. Chết chưa? À, rồi con này anh nhìn thấy to lắm. Đấy, to lắm, anh nhìn thấy to lắm, nó nhảy bụp phát xuống. To nhất đàn ấy. Nó chui chỗ này ra đây này, nhảy chỗ này ra này. Đấy, chỗ đấy ra. Đây này, lỗ này. Đấy, thế chỗ này ra. Hê này. Mày thế này. Này lắm. Con này to nhỉ, con này con cái sao. To thật đấy. Ui dồi. Con này có giá ấy. Có giá à? Được. To bằng bùi to biển. To thật đấy. To như biển. Chịu. Bây giờ nó phồng ông cẫy như này. Chú bịt vào để đổ tiếp. Kiểu gì cho còn. Bây giờ lại đổ. Chú bây giờ lại đổ trên đấy xong rồi bịt ở đây. Ừ. Mẹ cho chạy ra. Con này to quá. Con này cái rồi. Nồn bằng bà mặt trong biển. Đỡ 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 thấp xuống cho chú Quyền bỏ vào. Cho hẳn thấp xuống thấp nữa. To thật đấy. Đấy, cái nó phập ra. Nghiện Quyền ạ. Quá to rồi. Quá to rồi. Tầng nó to. Nhìn thấy mà nào thông không mà đấy. Đúng không? Kìa đấy, ui dồi. Cái bịt, chú bịt vào kiểu khéo này. Có còn nữa ấy. Đây Quyền. Đấy, to đấy. Chân là sao, chân mấu kìa. Đâu. Hay là chuột nó gì. Đâu. Kìa kìa, hay mấu chuột. Mấu chuột. Đâu bên.
Mó chuột cho nó. Đây ông đỉa không cắn đâu bây giờ, tha rồi. Đỉa. Phải lấy cái đựng này. To quá. Đấy, thỉnh thoảng làm em to vật vã thế là phấn khởi. Chuột đồng, đặc sản chuột đồng. Nhà mà nào có chuột đấy, mà cái ngách lên nhá đủ. Ngách lên thôi. Đây. Vặn nó ra, bịt nó cẩn thận không nó phọc mất. Đấy. To vật vã rồi. Con nào ở đây nó nhúc nhúc mọi người ạ. To lắm. Gần chú con. Mà này có chuột rồi. Nhưng mà chú Xuân xỉa phải bịt vào đến đâu bịt đến đấy vào. Bịt vào không mất đấy. Không mất đấy, để đỡ phải đuổi. Đúng rồi. Chú mà bây giờ thả ra mất là thôi, nó về là kia ngay. Thôi, mất rồi. Giờ nó phọc ra thôi. Cũng bịt vào. Hay là bịt dưới đây đầu ấy vào xong vén đầu chú Quyền. Đào đầu chú Quyền. Ok. Đấy có phải lợi ghê, thọc phát lên. Đấy, to phết. Còn một con đó. Thấy chưa? Chít chít. Còn rất to. Kéo vàng. To thế. Chị mẹ đúng không? Ông đỉa không? Đỉa mà. Quấy. Nhiều nhúc. Bụi đẻ lắm. Là nó đây sống thoải mái đến sống đến tối. Kít 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 kêu trên chít. Đấy được một con to được rồi. Ui. Đấy được con to vật vã. Thôi cho vào đi đã. Kít kít kít. Vén lên đoạn. Mấy anh em bắt về đang làm mọi người ạ. Mọi người bắt có độ khoảng hơn chục con thế thôi. Còn mấy anh em ăn rồi. Không có ai, có đông người thì bắt nhiều. Vừa thịt chuột vừa thịt gà. Đấy, nhưng mà chuột vẫn ngon hơn gà này, chỉ cho rang lá chanh thôi. Đơn giản thôi. Quý cái chân đây làm cái gì đấy? Cho nấu cháo. À nấu cháo à? Được cái chân đây nấu cháo là ngon tuyệt vời nhỉ. Chào cả nhà các thế nào? Chào cả nhà nhá. Chào nhà. Thấy mình trồng mấy cái hồng hoa rất đẹp, đỏ tươi luôn. Hôm nay bác Biển bác ấy bận đi công việc nên là bác không sang được mọi người ạ. Đấy thì là có ba anh em chiến đấu. Món chuột đồng, đặc sản chuột đồng. Đấy mọi người nói chung là mọi người ở thành phố là chắc không biết cái quả này đâu. Đây là quả gáo này các bạn này. Đấy quả gáo ở quê mình mới có, nông thôn mới có rồi. Cái này ra đồng ấy mọi người ạ, ở quê mình. Ở quê mình bây giờ nói chung là cái quả này nó còn đang hiếm mọi người ạ, đang rất hiếm. Đây là mình nói là quả gáo đấy. Gáo nó có mấy loại. Đấy mà loại gáo rượu của nó là ăn nó kiểu mùi như mùi rượu, gọi là gáo rượu. Rất nhiều. Đấy. Này chỉ ở quê mới có, sáng là nên toàn đi bắt chuột nên là mình tiện mình dứt độ khoảng mấy chục quả. Đấy mà cho mỗi người một ít rồi bây giờ còn giữ lại một ít này để kho cá này. Hoặc là để ăn. Chấm muối hột ăn rất chi là ngon. Đấy cho ớt cho yếc vào ăn ngon tuyệt vời luôn. Đấy cái này nói chung là cái những cái quả gáo này này chỉ có ở nông thôn mọi người. Cái này chấm muối hột pha mấy cả ớt siêu cay vào ăn thì tuyệt vời luôn. Đấy mình nói mình cũng chia sẻ luôn cái này, đúng nhiều bạn ở thành phố là không có thật, không biết quả này là quả gì luôn. Còn nhiều cái lứa tuổi trước thì có thể là biết, nhưng lứa tuổi về sau này là không biết luôn này. Đây là mình chia sẻ, đây là quả gáo nhá. Đấy. Quả này nó chín là ăn là thơm lắm này, nó kiểu như là mình có mùi như mùi rượu ấy. Gáo rượu. Chú Xuân nó đang làm sắp xong rồi, ba con nữa. Đấy, anh em bắt được tầm chục con thế thôi. Chuột to. Đấy, cho vào là cái này mình cho vào luộc. Rau cải các thứ là 4 phút à? Đấy, cho 5 phút chín. Đấy vớt ra. Ngon à. Béo ngự. Tròn nhỉ, con nào con đấy béo tròn. Ôi, nhiều thịt nhỉ, nó lở lên nhỉ. Ơi trời ơi, giờ không biết là em gái. Ngọt thế. Ui dồi ôi. Quá tuyệt vời luôn.
Cầm vào con vừa gặm. Cầm vào con vừa gặm à. Cô Quyền đang vớt. Đấy. Các bạn nào mà biết ăn là thèm lắm này. Biết ăn là thèm. Ngon. Ui giời. Ngon thế. Dài. Ừ, một đĩa to được. Ôi trời ơi, đĩa dùng cho con thế, đẹp thế. À, cái gì à? Đấy. Cho lên gọi là đĩa. Một thớt. Một thớt lên đĩa. Chuyển lên đĩa. Thớt chuyển đĩa. Nhìn béo ngậy nhỉ. Cục này to thế. Ui trời ơi, to tuyệt vời luôn. Này. Mà ăn miếng này vào thì nó đùa thôi rồi nhỉ. Chín quá. Chín, ăn chín cũng sôi. Ngon tuyệt vời. Đấy. Ui dồi, béo thế. Đấy. Con nào con đấy thì béo mũ mĩ. Con chua tầm này là béo nhỉ. Béo vàng cái mương. Béo vàng nhỉ. Đấy. Ui dồi. To ăn cho đã. To ăn cho đã. Gọi cho Nghĩa xuống đây. Đấy, vừa khít một đĩa kéo rơi mất. Ngon thế. Đặc sản đồng quê. Được nhiều lắm. Ăn thoải mái. Hai đĩa mà. Thịt gà rang hai con. Thịt gà rang đã chặt được hai đĩa mọi người ạ. Đấy là mấy anh em thưởng thức. Mời mọi người dùng gọi là mấy cả gia đình nhá. Đấy cái món gọi là đặc sản chuột đồng. Hấp dẫn lắm mọi người ạ. Chuột đồng và gà rang lá chanh. Đấy món đặc sản đồng quê. Lê Quyền và Đinh Xuân thể hiện cả buổi sáng. Đây, có cháu đấy. Nê Doanh, Nê Thành Doanh và Lê Tiền Tiến đấy. Rất hấp dẫn. Càng cái khi thế nhỉ. Mời cả nhà nhá. Đấy, mời cả nhà món gọi là chuột đồng. Chuột đồng gọi là ăn gọi là khó cưỡng. Wow. Đấy, chú làm miếng nước chấm anh pha quá tuyệt vời. Đấy. Đấy. Đấy, làm cái miếng đấy ăn ngon. Ui giời ơi. Ăn đến đâu ngấm đến đấy luôn. Được. To. Còn đấy. Nhưng mình nói chung là rất chi là đông anh em mọi người ạ. Đấy. Nên là ở trong nhà này làm một mâm nữa đấy. Đấy mâm nữa trong nhà này các cháu với bà với cả mấy chị em ngồi trong nhà. Còn ngoài này là các chú với cả hai thanh niên. Rồi, được nha. À, món chuột quá đẳng cấp nhỉ. Em gọi biển dâu bận không sao được. Chê. Ốm làm nũng. Làm nũng ngon thế này làm nũng anh đâu. Thôi được rồi anh làm cái đùi vậy. Thì gà rang đùi trên không gấp đâu. Gà rang nhá. Chấm là siêu cay đấy. Mình pha là siêu cay. Mời cả nhà này. Ngon quá. Giòn tan. Đấy. Thanh niên làm miếng nhỉ. Đấy. Úi dồi. Thanh niên đang e thẹn. Đấy. Chắc thấy vợ ở nơi rồi. Thẹn. Đấy. Thanh niên này. Đấy. Cái nhà này còn thẹn. Chắc thấy vợ ở nơi còn thẹn mọi người ạ. Đấy. Cháu còn thẹn. Cháu nó cứ đủ 20 tuổi là 19, 20 là khất. Ừ. Để thôi. Đã được cô là báo cáo là vũ cưới. Đấy rồi. Báo cáo chính quyền.
16 rồi. Rồi nhà nhá. Ngon đấy. Đẳng cấp. Được. Hắn bé ngậy luôn. Giữ lời ta điền. Ui trời ơi. Được. Ngậy thế. Tôi dính cái gì ở mồm ấy? Xanh xanh. Rau. Rau. Cái gì cơ? Rau, ớt. Cái khí thế, đọc hai cái cho khí thế nhỉ. Đấy. Chúc cả nhà sức khỏe nhá. Đấy cái món thịt chuột đồng này anh em kiếm được là hôm nay là ăn là quá tuyệt vời. Bổ dưỡng lắm ấy. Bổ dưỡng cái này nó là nguyên chất rồi. Đồng quê cái này nó ăn rau ăn cỏ. Mình vừa kiếm được ăn và vừa giúp bà con phá nó đỡ phá hại mùa màng. Bà con dồng dưa nhiều là nó hay vào nó phá dưa lắm. Ổn định cái món chứ món gà đồng này. Đấy cái món là chuột đồng. Ngon, ăn ớt mà nó cay. Hôm nay pha cái nước chấm này cay hơn bác Biển pha. Bác pha cay hơn được. Cay hơn. Cay quá. Cay quá. Mà cái miếng này nó rửa thì thôi rồi. Chấm cái loại nước chấm của là siêu cay. Đấy, mời cả nhà này. Món này ngon tuyệt vời, chuột đồng đặc sản khó quên đấy. Ăn đâu ngấm đấy này. Đêm. Càng không nói càng ghét. Ngon quá, ăn thêm lá chanh. Ngon lắm mọi người ạ, khó cưỡng. Được. Mời cả nhà nhá. Đấy, thanh niên mời cả nhà ấy. Được. Ngon không cháu? Thanh niên này hôm nay cho đi sách giỏ. Đấy, công đi sách giỏ. Vô giỏ hết. Vô được. Vô tân sảnh. Mình tu cả. Ăn sớm đi. Toàn hơn cái chú. Con nào khen cái nhỉ? Chúc mừng cái món chuột đồng ấy. Nó sợ lên cân nữa. Nó phấn khởi. Ăn tốt lắm. Ngon quá. Đúng rồi, cái mùa lạnh lạnh xe xe này đúng rồi nhâm nhi cái món chuột đồng này nó vừa. Hết sảy. Hết sảy. Đấy. Đây cái nước chuột này uống ngọt lắm. Nước chuột uống là nước cốt đấy. Nước cốt đấy. Nước cốt uống ngọt. Ngon dịu luôn. Nhưng nó chảy hết rồi đấy. Nó chảy hết vào đấy. Bác hồn bác chắc hơn người bác uống rồi. Ngon quá. Không thể chê được vào đâu. Không chê được. Ăn được miếng nào nó đùa nó ngấm miếng đấy. Thì chuột hết trước rồi thì gà còn nguyên. Thế thì gà còn nguyên đấy, có đã ăn miếng nào đâu. Gà đấy rằng nó chanh còn nguyên mà gà nhà nuôi đấy. Mọi người ạ. Thế gà mình chia sẻ luôn đây, gà là nhà nuôi được đấy. Con nọ mình quay cho mọi người xem rồi đấy. Rất nhiều. Mấy chục con. Thích thì thịt thôi nhưng mà có cái là đây là gà này. Nó ra cả sân này mọi người này. Đấy nhà nuôi đấy. Rất nhiều gà đấy mọi người ạ. Thích thì thôi nhưng mà có cái là mình thì vẫn khoái, chỉ khoái cái món gọi là chuột đồng. Đấy làm nó ngại thôi. Thì khoái cái chuột đồng thôi. Món chuột đồng ngon nhất. Món chuột đồng nó ngon nhất. Đấy làm cái món đấy. Được chấm này. Chấm đi. Làm miếng được sức đời ta điền. Sức đời ta điền. Các bà hôm nay bác làm một cái chấm ngon. Đấy biển ngon, ngon hơn bác Biển mà. Ngon hơn bác Biển này. Cay tê tê cho nó lại đủ gia vị, siêu cay, một cái nhà, quấy ngon tuyệt vời, được, ăn ngấm luôn, hương tiêu cung cốc, ngon, ngon quá, cái này lúc nào mình mà đói mình nhìn xem đến đưa rồi, nó không phải nó phét, nhút nó bỏ được, nước chuột, nước chuột à, nước chuột uống nước cốt đấy, quấy, nước cốt uống đậm đà, ngon nhỉ, lắm, bú đời, được. Tiền tí không bằng. Đã đời ta điền. Tiền tí được. Không bằng cái món này. Không bằng được. Anh em mình được cái là ra ngoài bắt chuột thiên nhiên để ăn nó ngon. Nó hoang dã. Nó ngon. Món chuột nó hoang dã. Không có gì bằng mình tự mình kiếm được thì là nó chuẩn nhất. Và nó, thứ nhất là nó không có đảm bảo an toàn. Đúng rồi. Mời ra nhà nha. À, chuột rượu ngon đấy. Uống nó chắc. Được. Ăn đi. Ôi trời ơi. Đấy gà không ăn cứ xoáy vào thịt chuột. Ê đi. Gà đây ăn đâu? Gà không ăn cứ xoáy vào thịt chuột. Ngon, ngọt. Ngon được thịt. Giò tan. Ngọt được xương. Ngọt được xương, nhà nhút được xương à? Không có đi à? Vẫn đi. Vẫn đi phí nhỉ? Phải nhút. Ôi trời ơi, ngọt thật không? Đúng rồi.
không 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 vứt đi nào hết. Mà thiếu bác biển buồn quá, không có mời bác mấy chén. Đấy, bác biển hôm nay mà thiếu bác hơi buồn thật. Mình làm cái đùi này, chấm cái đùi ngon tuyệt vời luôn mọi người. Mình này, đấy bây giờ các chú gọi là review rồi, bây giờ đến mình gọi là review cho mọi người xem. Đấy, mình chưa cái đùi, làm cái ớt gọi là siêu cay này đấy. Mời cả nhà nhá, thưởng thức cái món gọi là món ăn đồng quê, ngon tuyệt vời luôn. Phải nói là thịt chuột đồng này nó đùa, quá đặc sản luôn. Ăn nước chấm này, mà pha mới xả lá chanh, muối. Đấy, và thái lá chanh ra, mình chín các thứ vào, gia vị vào, ăn công nhận chấm thịt chuột quá ngon luôn. Được. Cái thằng ừ, cái này 50 anh nhá. Đây rắn đấy. Rắn đúng rồi, rắn gọi là xương cốt. Ừ, miếng ngon đấy. Gà còn nguyên này này. Nó động đến đâu mà đang sử cái món chua đồng đã. Sử món món tôm với jelly. Đấy. Mèo với chuột sử cái món chua đồng. Ngon quá, ngon. Ngon. Nó ở xương ấy kêu cũng cộc. Đấy. Úi giời ơi. Chú ăn anh nữa rồi, anh cũng đang ngồi ăn mà anh còn thèm thế mà. Công nhận chú review tốt thật, nhìn rất hấp dẫn. Ngon đúng không cháu? Ăn chuột nhai giòn như là ngày xưa ngô mình rang cát, ngày xưa bé. Đấy, nhai giòn được cực. Ngô rang cát. Rang cát đấy. Rang cực. Mà thèm quá mình phải làm miếng. Làm miếng thì thèm quá hay làm thèm quá làm miếng luôn. Mình phải làm cái miếng ba chỉ này. Đấy, từ đầu mình ăn còn là đùi rồi, bây giờ mình phải này. Đấy, mình phải làm review cái miếng ba chỉ này. Ăn cái miếng này ngon này. Nhìn nó như kiểu là mỡ nhiều nhưng mà ăn rất ngon mọi người ạ. Đấy, mời cả nhà nhé. Ngon từ thịt. Ngon từ thịt mà ngon từ xương. Đấy. Đấy. Giò giò. Giò giò. Ơ. Ngon quá, ăn đến đâu ngậy ngấm, thơm ngon và bùi, được đỉnh cao. Đấy, con Tiến mời cả nhà. Đấy, mời cả nhà được. Nhanh quá, tọt các mồm như như kiểu còn các quả nước mồi. Đấy, tọt các mồm hết luôn. Ngoài là thanh niên này đi gọi là cầm giỏ. Thanh niên là xách giỏ tốt. Xách giỏ mới là múc nước đổ. Múc nước đổ khỏe mình, thật, múc ở bầm. Cháu nó lớn nó to tướng thì múc chảy cả máu tay. Cứ cháu 70 cân. Đấy, cứ nhìn thấy chuột chạy là bảo các chú. Đấy. Ngon quá, phải nói hôm nay tôi đi. Phải nói hôm nay ăn cái bữa chuột nó mãn nguyện. Nói chung là mình ở quê nên mình cũng không phải được ăn liên tục phải không? Cũng khó lắm. Khó ra đồng kiếm đâu. Ý là nhiều người ta bắt. Mời ra nó hiếm. Mời vào nhà. Mời vào nhà nhá. Được. Ê, từ đấy là chưa ăn miếng thịt gà nào à? Từ đấy ăn ngon hơn thịt gà này. Ừ, tôi cứ ăn chuột đi đã. Cứ chuột mà ăn. Cứ chuột mà ăn này. Ôi trời ơi, miếng cái to nhỉ. Được. Trời tất. Trời tất đi. Đấy. Bộ bả hết. Được. Đấy, ớt cay lắm đấy. Cay cũng chiến được. Cay cũng chiến à? Chiến hết. Cắt cơn thì đói, cắt cơn này. Cắt cơn. Cắt này thì cắt cơn. Cắt cơn cái này thì phồng mồm. Được. Nhai. Nghe nó cứ giòn cực khắc nhảy. Được. Như sụn. Được. Ôi cái miếng này. Tấm miếng gọi là ba dọi. Như lợn, nếu mà thịt lợn nó gọi là ba dọi đấy. Ba dọi à? Đấy. Được. Hôm nay có bác biển mất miếng này rồi, mất miếng đấy. Ui giời ơi, bà giỏi. Ngấm. Ngon, ngọt nhỉ, ăn nó thơm phức. Chú mời cả nhà. Chất lượng quá ăn. Ngon. Được. Ngon. Quá chuẩn luôn. Cái bữa cơm quê đấy cả nhà. Cái bữa cơm quê thì nó sẽ đơn giản thôi. Gọi là dân dã. Đơn giản. Cái nó đặc sản thôi. Đấy, đặc sản thôi. Đây gà đây. Nguyên. Chưa động đến.
nặng món này thôi, nặng món này. Xem bạn nhớ đăng ký kênh rồi. Kênh Lê Toàn nhá. Rồi kênh này video mình quay có thời lượng mọi người ạ. Xin chào cả nhà nhá. Hello, chào cả nhà nhá. Xe máy. Hôm nay mình quay là gọi là hai sát thủ Lê Quyền và Đinh Xuân đấy, là bắt chuột đấy, là gọi là quá vui rồi. Đấy, về anh em là cái món nhậu này nói chung là để cho nó vui chứ không khí. Rồi, chào cả nhà, hẹn cả nhà sang clip tiếp theo nhá. Nhớ đăng ký để xem clip tiếp theo nhá. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều. Thank you.